Sau một thời gian nghiên cứu, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, dự án ứng dụng tìm kiếm và thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe tự động qua điện thoại di động iParking tại Hà Nội đã chính thức đưa vào thí điểm. iParking bước đầu sẽ được thực hiện trên hai tuyến phố Trần Hưng Đạo và Lý Thường Kiệt trong 3 tháng. Để sử dụng dịch vụ, người dùng chỉ cần tải ứng dụng iParking về smartphone và có thể đăng ký nhiều xe cùng lúc trên một tài khoản. Chọn điểm đỗ bằng cách quét mã QR code tại điểm đỗ hoặc nhập nhanh mã điểm đỗ trên ứng dụng. Số chỗ trống tại mỗi điểm đỗ được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Giá trông giữ xe được tính chính xác theo quy định của cơ quan quản lý và thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng, thẻ ATM hoặc tin nhắn SMS. iParking sẽ thông báo cho người sử dụng 15 phút trước khi hết giờ đỗ xe để có thể gia hạn tự động từ xa thông qua ứng dụng. Người sử dụng có thể đặt trước chỗ và đi đến, yên tâm là mình đã có một cái điểm đỗ xe. Tuy nhiên là trong cái thời điểm hiện tại thì do cái môi trường hoạt động nó còn rất nhiều điều phức tạp. Bên công ty cũng đã chuẩn bị những cái tờ rơi như thế này để đưa cho những người lái xe. Hy vọng là những người gửi xe có một chút chia sẻ cùng chúng tôi thực hiện cái dự án này một cách hoàn hảo nhất. Vì đây là lần đầu tiên dịch vụ sử dụng ứng dụng tìm kiếm và thanh toán đỗ xe qua điện thoại được đưa vào sử dụng tại Việt Nam, nên có rất nhiều tình nguyện viên tham gia. Họ túc trực tại các điểm đỗ xe để phát tờ rơi và hỗ trợ các chủ phương tiện tiếp cận công nghệ mới. Thực sự là cũng có rất là nhiều khó khăn bởi vì là người dân chưa quen. Họ vẫn quen với hình thức xé vé và thu tiền mặt. Nhưng mà mặc dù như vậy thì chúng tôi cũng rất là cố gắng để hết sức mình hỗ trợ cho khách hàng. Tôi thấy đây là một cái ứng dụng rất là hay. Nhưng có một số cái điểm đấy là cái phương thức thanh toán thì hiện tại nhiều người họ chưa có thẻ Visa hoặc là thẻ Master. Thì nên thêm cả thẻ thanh toán nội địa vào để cho mọi người đều có thể dùng được. Hiện tại, phần mềm này vẫn đang trong thời gian chạy thử nghiệm và sẽ tiếp tục được nâng cấp để thân thiện và dễ tiếp cận hơn với người dân, hướng tới mục tiêu từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các điểm đỗ xe, từng bước công khai, minh bạch các vị trí dừng đỗ, mức thu phí và giá dịch vụ trông giữ phương tiện, giúp giảm thiểu tình trạng ách tắc giao thông.